con hiểu nhỉ. Cho nên cái sự hướng dẫn của thầy là cái trách nhiệm của thầy rất lớn. Đào tạo mà không đào tạo người điên không thì chết rồi. Có phải không? Đào tạo là phải đào tạo cái người tu chính thiệt chứ, tâm như đất chứ, có đủ thành tốt chứ. À, trong cái sự tu tập thì nó có những cái khó khăn như vậy. Cho nên những gì mấy con muốn tu tập cái gì thì nói. À, mấy con hốt rác cũng phải nói cho thầy, chứ con khéo mấy con hốt chết chúng sanh hết cũng tội. Thấy không? Mấy con nhớ kỹ, mấy con hốt rác nhổ cỏ cũng xin làm ơn nói thầy, thì dạy cách nhổ cỏ như thế nào mà chúng sanh không chết. Thấy không? Cái mà mấy con nhổ cỏ thầy nói như thế này. Mấy con nhổ cỏ rồi, cỏ ở đây mấy con nhổ, mà mấy con tu cái lòng thương yêu của mấy con, nhổ cỏ đây mấy con mới đem đi cắm lại kia. Thấy không? Mấy con thì nó đâu có chết mấy con. Như vậy là mới nhổ cỏ chứ. Mấy con làm thật chữ này thì mấy ít ra mấy con cũng phải đem nó lại kia, mấy con trồng lại giúp thầy. Mà mấy con trồng thì mấy con nhớ phải tưới nước chứ, mấy con bỏ khô chết thì cũng đâu. Chứ mấy con đừng có nhổ cỏ rồi mấy con ném nó thành đống rác thì tội nó quá. Nó có sự sống mà mấy con. Mình là người tu, mình phải thương yêu chứ. Sao lại mình nhổ rồi mình quăng ném người ta hết vậy? Mấy con không thương sao? Phải không? Cho nên vì vậy mà muốn cái đường mình đi sạch thì bây giờ mình nhổ cọng cỏ đó thì mình làm ơn mình lợi xấu chỗ kia, mình nhét ở chỗ ngoài kia đi. À, chỗ này mày vô đây mày ở đây không có được đâu, tao đi tới đạp lưu mình chết khổ. Thôi bây giờ tao chịu khó là tao nhổ mày đây, tao đem lần kia tao trồng. Đó là mình thương yêu thật mà. Thương yêu thì vậy mới nhổ cỏ chứ, nhổ cỏ như vậy là mới nhổ. Chứ mấy con nhổ cỏ nó thành rác hết đi, thôi đừng nhổ, tội nghiệp. Không, cái người tu là phải vậy đó mấy con. Mình đã hiểu sự sống mà, mấy con nói sự sống của tao mà mấy con thấy nó có sự sống như mình mà. Vì vậy mà cái nhân quả của nó giống như nhân quả của mình rồi. Cho nên mấy con mới, bây giờ mấy con mới hiểu là một cái hành động ác của chúng ta là một cái nhân cái gì, thì nó sẽ có cái quả khổ cho mình. Mà mỗi quả mình chịu khổ, nó lại có cái nhân ở trong đó nữa rồi. Thấy không, nó mới sanh ra bao nhiêu cái người khổ nữa chứ đâu phải không. Thì mình thấy rõ ràng nhân quả thảo mộc nó vậy mà. Thì nhân quả con người cũng vậy thôi chứ làm sao khác được. Nếu không có thảo mộc thì làm sao chứng minh cho nhân quả con người được. Sao hiểu không? Nói một người sanh ra nhiều người ai tin. Nhưng mà một cái hộp nó đâu có sanh ra một trái mấy con. Có phải không? Mấy con thấy rõ mà. Như vậy nó để chứng minh cho nhân quả chúng ta mới cụ thể. Mình nói chứ thiên hạ mới là ông không nói láo chứ còn không khéo họ nói mình nói láo mấy con. Thấy không? Bắt đầu thầy cho mấy con học nhân quả rồi thầy mới xác minh cho mấy con cái mà con người sanh ra một người sanh ra nhiều người, nhiều con vật mấy con mới tin thầy chứ còn không khéo mấy con tin thầy. Bởi vì căn cứ vào luật nhân quả, vào cái cụ thể mà nói thì không sai. À, mấy con thấy chưa? Bây giờ mấy con học mà mấy con hiểu rồi. Vậy mình còn làm ác nữa không mấy con? Mình còn chửi người ta không? Mình còn nói nó mắt nó bỏ người ta nữa không mấy con? Hay không mấy con hiểu? Bởi vì cái lời nói của mình ra đó là cái nhân quả, làm cho người ta buồn phiền đó là khổ tăng người ta. Thì tức là cái nhân quả đó mình phải gánh. Và cái lời nói nó thành cái từ trường đó thì nó sẽ sinh ra những cái con người khác để chịu những cái quả khổ đó. Một mình khổ chưa đủ sao? Mình làm cho người khác khổ thì có những người của mình sanh ra để chịu cái khổ đó. Chứ ai nhân quả sanh chứ bộ mình sanh đó. Có phải mà con tự con sanh ra nên con chết rồi con sanh ra đâu. Nhưng mà cái nhân quả của con sanh, phải không? Cái nhân quả của con sanh mà. Cho nên nó sanh ra con người khác là nhân quả sanh. Mình sanh ra cũng là do nhân quả khác của người khác. Người khác làm mà mình phải sanh ra mình bây giờ mình chịu khổ. Vì vậy mà chỉ có con đường duy nhất của Đạo Phật mới giải chúng ta thoát khổ mà thôi. Chứ còn không khéo thì một mình mà sanh ra nhiều sanh ra nhiều nữa. Và trùng trùng duyên sanh là trùng trùng duyên diệt. Sanh ra để rồi chết thì khổ chứ bộ sung tướng gì. Các con hiểu điều đó. Cho nên người ta khổ chứ là mình khổ. Người ta mình nói một lời nói mà người ta khóc, mình có sự mình có an vui không? Hay là mình an vui cho cái thân mình mà những cái hạt giống của mình nó lên những cái người khác lại khóc nữa. Mình hiểu chỗ đó không? Các con hiểu. Bởi vì nhân quả nó đã xác định rồi, nó không chạy khỏi. Cho nên đừng làm ai khóc mấy con, mà hãy làm cho người ta vui. À, cho nên thầy thường thầy nói luôn luôn, thầy nói ở đây làm cho mấy con vui. Thành ra thầy chắc có lẽ là cái nhân quả của thầy nó sanh ra người vui, không có người vui. Thôi đúng không mấy con? Bởi vì luôn luôn thầy sống vui mà. Thế nên mọi người xung quanh thầy đều bây giờ là các con sẽ lần lượt mà thầy trả bài mấy con. Như vậy là chúng ta sẽ sắp sửa 10 giờ đi học thực rồi. Bây giờ thì những cái bài mấy con sẽ thầy có ghi ở trong bài của mấy con đó, bảo mấy con làm cái bài gì. Hãy tiếp làm bài nhân quả thân hành, bài viết có một giá trị áp dụng vào đời sống. Tức là mấy con viết cái bài mà nhân quả, mấy con viết ít thôi, đừng có viết nhiều. Viết một cái ví dụ nào đó
thì cái ví dụ đó có cái nhân và cái quả của cái con người của mình, thì nó có cái sự chuyển biến của nhân quả từ cái xấu ác nó chuyển thành thiện, áp dụng vào đời sống, đem cái ví dụ thực tế của cuộc đời xảy ra, mình đã chứng kiến được cái sự kiện đó, hoặc là mình đọc trong sách báo, hoặc mình nghe, mình đem cái đó ra, cái câu chuyện đó ra để áp dụng vào, để hướng dẫn cho người ta biết được cái nhân quả đó xảy ra mà người ta đã, cái câu chuyện đó có người thọ lãnh như thế đó. Tức là mình áp dụng vào đời sống liền, đem cái ví dụ cái cuộc sống xảy ra ở trên cái sự sống của con người, nó xảy ra cái gì đó. Khi mà con viết một cái nhân quả của một cái thân hành, hoặc là của khẩu hành, ý hành, thì cái đó nó xảy ra, nó nhân quả, nó nói cái khổ, cái nhân của nó, cái quả khổ của nó như thế nào. Và đồng thời còn đem cái ví dụ để áp dụng vào đời sống, cho người ta thấy đời sống đã xảy ra cái chuyện gì vậy. Các con biết không? Để thứ nhất là nhắc mình sẽ tránh, mình không bao giờ mình làm cái hành động đó nữa. Và thứ hai, người đọc người ta giật mình và người ta cũng tránh nữa. Tức là áp dụng vào đời sống đó mấy con. Chứ nhiều khi mình học lý thuyết mà mình không biết áp dụng á, thì nó là lý thuyết suông. Còn cái này chúng ta đưa ra, nêu ra một cái ví dụ, một cái sự kiện ông A, ông B đó, ông làm cái điều ác đó đó. Bây giờ tôi đã nói về cái hành động ông, tôi đã nói hành động nhân quả. Bây giờ tôi áp dụng vào cái đời sống, rõ ràng là ông A, ông B làm cái hành động đó, bây giờ ông chịu ở tù, vậy đó. Thì cái con nêu ra cái đó thực tế đó. Tức là áp dụng vào đời sống đó mấy con. Cho nên thầy muốn gợi ý, chứ không khéo mấy con chỉ nói ở nhân với quả, nói vậy là nó sẽ quả nó khổ vậy thôi, rồi mấy con không có áp dụng vào đời sống. Tức là mấy con không đem được cái đời sống ví dụ vào, cho nên không áp dụng. Còn áp dụng như vậy nó cụ thể, nó thực tế, làm cho người ta, làm cho chính mình cũng dè dặt cẩn thận, làm cho người khác nghe người ta cũng hiểu gì. Các con hiểu không? Nó là có áp dụng vào đời sống. Cho nên mỗi nhân quả con người mình nói, bây giờ ăn trộm, ăn cắp, thì cái nhân quả đó nó sẽ đem đến người ta bắt được, đánh đập mình như thế nào. Thì mình đem có hôm đó có, thế tôi đi đường đó, tôi gặp cái bà đó, bà đi trên xe buýt, bà móc túi thì chúng bắt được, trời ơi nó đánh gần hết. Mà nó còn xách lại công an nữa chứ. Thôi tôi đưa nhà. Đó là cái chuyện đó, mình đưa cái chuyện thật đó áp dụng vào đời sống ấy, để nói lên cái quả nó thực tế, nó cụ thể như vậy. Đó là áp dụng vào đời sống. Và áp dụng vào đời sống thì nó nhắc nhở như vậy. Cho nên cái người người ta đọc rồi, cái người khác họ đọc rồi, cái họ biết áp dụng vô. Họ biết áp dụng vào đời sống rồi. Thấy được cái nhân quả đó, nó có cái đời sống nó xảy ra. Nó cái khéo léo của mấy con đòi hỏi. Khi đó mấy con viết chậm chạp, một tuần lễ mấy con tìm cho đủ những cái điều kiện này để mấy con ghi vô cái án. Mấy con đừng có viết lung tung nhiều quá, rồi mấy con không biết tìm ở đâu mà cái câu chuyện áp dụng nhiều đời sống. Còn như mình lý thuyết xuông, các con hiểu không? Mình lý thuyết xuông là có lợi ích gì? Ở đây mình nói nhân quả thật sự để mà áp dụng vào cái đời sống mà mình không có, nhưng mà những người khác mà người ta có, người ta có, người ta áp dụng vào thì người ta sẽ được vậy. Các con hiểu được. Cho nên trong cái vấn đề học nó phải thật. Bởi vì đạo Phật không như thật, mà áp dụng vào đời sống mình như thật để mình được giải thoát. Đó là cái thật của sự học hôm nay, cái lớp học của chúng ta. Chứ không phải chúng ta làm cái bình luận thuật suông, mà đây là áp dụng vào đời sống của chúng ta bằng nhân quả, bằng cái sự hiểu biết, bằng cái sự thực tế của cuộc sống của chúng ta. Cho nên sách của thầy viết hầu hết là thầy viết bằng một cái sự thật, bằng một cái sự thật. Cho nên cái sự thật nó sẽ lợi ích rất lớn, nó cụ thể, nó rõ ràng. Ai dám bảo rằng cái này thầy nói không sai? Cho nên những cái điều mà thầy nói, Phật nói là phải có những cái lời Phật dạy, có những cái cụ thể của kinh sách hẳn hòi thầy mới dám nêu ra chứng cứ hẳn hòi, chứ không tự mình nói ra. Tự mình nói ra được ai tin mình? Đó, mình áp dụng sự thật. Còn các con nói nhân quả thì phải áp dụng sự thật vào cuộc đời. Có những người đã xảy ra công chuyện này, có những người đã họ lãnh những cái quả khổ như vậy. Thì đời sống chúng ta, từng chúng ta lớn tới bây giờ, mới lớn tuổi rồi, chúng ta chứng kiến biết bao nhiêu sự việc, nhân quả của cuộc đời của con người. Người này không có thì người khác không có thì người khác. Cho nên chúng ta chứng minh những cái điều đó để làm cho người ta thấy rõ nhân quả, và cũng là áp dụng vào đời sống của mình. Và tương lai của mình, mọi sự kiện xảy ra đều là có sự sáng suốt, hiểu biết rõ ràng. Cho nên nó ngăn chặn làm chúng ta không còn bị nhân quả tác động nữa. Đó là sự giải thoát. Còn cái bài của Liễu Nhâm, con viết con làm bài nhân quả con người, nói về đường đi của nó. Tức là thầy gợi ý cho mấy con á, mà viết về đường đi của nó thì lấy thập thiện thập ác mà viết về đường đi của nhân quả. Bởi vì trong thập thiện thập ác thì nó có thân hành, khẩu hành, ý hành. Cho nên cái đường đi là gồm chung là thập thiện thập ác.
thì đó là đại khái vẽ ra một cái đường đi của nhân quả con người để cho người ta biết. Sau đó mình mới đi sâu vào từng cái hành động của nó, gọi là thân hành, nhân quả mà thân hành. Thì chúng ta sẽ đi sâu vào thì cái nhân, cái hành động đó nó tạo ra cái quả gì, và cái quả đó nó mang đến kết quả những cái sự đau khổ gì. Và đồng thời chúng ta nhắc đến cái trong cái quả đó nó sẽ sinh ra những cái từ trường, và từ trường đó nó sẽ sinh ra những con người gì. Ví dụ như mình nói cái người mà giết hại chúng sanh, ăn thịt chúng sanh, mà ăn con heo hoặc là ăn con gà hoặc ăn con cá, thì mình nói từ cái nhân giết con vật đó cho đến khi cái quả của nó, rồi cái quả hiện tại của cái người mang cái thân mà ăn thịt chúng sanh đó, nó sẽ bị những cái quả gì. Rồi bắt đầu những cái quả đó nó sẽ cái quả mà đau đớn đó nó sẽ tạo thành một cái nhân gì nữa, tức là cái nhân của nó, cái quả đau đớn. Ví dụ giờ mình ăn thịt heo đi mà mình bị bệnh đi, hoặc mình ăn thịt gà đi mình bị bệnh bệnh cúm đi, không? Thì trong khi đó mình đang bị bệnh cúm á, thì cái đau đớn của bệnh cúm nó sẽ phóng xuất ra cái từ trường của cái quả đau đớn đó. Thì cái quả trong cái quả nó có cái hạt nhân của nó, cái nhân của nó sẽ sinh ra là những cái con gà mình đang ăn đó, con gà mình đang ăn nó sẽ sinh ra những con gà đang ăn đó, không? Do đó những cái quả đó nó sẽ tương ưng, nó sẽ dưới cái loài gà vịt nó sẽ sinh ra con gà, để cái từ cái nghiệp của mình ăn thịt gà đó mà nó thành những con gà khác, con gà đó để cho người khác người ta ăn lại, người ta cũng cắt cổ, giật lông nó, người ta cũng chế nước sôi, người ta cũng nhổ lông nó, cũng làm như y như mình làm. Đó, cách thức là nhân quả phải giai tản, nó tản như vậy, chứ không phải là tự bản thân con sẽ thành con gà con cả, mà từ trường của con, cái đau khổ của con, nó cái quả của đau khổ đó nó thành cái từ trường ác của nó nên nó sinh ra những con vật đó để mình chịu cái khổ của nó. Các con hiểu điều đó không? Nó mới thấy con cái đường đi của nhân quả, mà trong nhân thì nó có quả, mà trong quả thì nó có cái nhân, cứ tức là có cái hạt, theo quy luật của nhân quả mà thảo mộc của chúng ta đã thấy rồi. Cho nên vì vậy đó, để mà nhắc nhở, và đồng thời chúng ta đưa ra một cái người bị dị cúm gia cầm, cái người nào đó họ chết một cách tiếp là đưa đến nhà thương đã họ chết rồi, không có tiền cứu, thì cái nhân quả đó họ sẽ sinh ra, nó không phải là sinh một con cái nhân đó, cái quả đó nó không phải sinh ra một cái con người đâu, một con vật đó, mà nó sinh nhiều con vật. Bây giờ chúng ta bắt con gà chúng ta ăn, chúng ta trả quả đó, chúng ta bị dị cúm đi, không? Hoặc là nói bây giờ chúng ta bị một cái cơn đau nào đó của cái cơ thể như con bị dị cúm, chúng ta sẽ sống, nhưng mà cái cơn đau của chúng ta đó chúng ta sẽ uống thuốc nó hết đau đi, rồi cái cơn đau đó nó sẽ phóng ra cái từ trường, trong cái quả đó nó có cái hạt của nó, cái hạt của nó để sinh ra những con gà chứ không phải là ai vậy đó. Bởi vì nó nhân quả sanh chứ đâu phải là chúng ta, bởi vì nói nghiệp đi luân hồi là nhân quả đi luân hồi sanh tử, cho nên chúng ta đang còn sống trơ trơ chứ vẫn có nhân có quả của chúng ta. Vậy mà chúng ta lại tiếp tục ăn nữa, nó ăn nữa thì do đó thì ăn nữa là sanh nữa, nó đâu hết được. Cho nên vì vậy mà cứ ăn như vậy, mà nếu mà nó không có dịch cúm thì chúng ta thả cửa mà ăn, ăn để rồi sanh, ăn để rồi nên sanh, thì như vậy là chúng ta thả cửa mà ăn, nhưng mà rồi chúng ta không phải trả những cái quả đau khổ. Nhưng mà dịch cúm nó có nghĩa là cái ác nó đến cuối cùng nó phải diệt, nó diệt toàn bộ, rồi nó diệt những cái loài gà diệt thì nó phải diệt đến con người. Đó là cái nhân quả, nó đâu có để, nó đâu có duy trì trên cái quân bình của cái môi trường sống của cái hành tinh, nó không có để cái loài vật nào quá nhiều mà cũng không để loài vật nào quá ít. Các con biết ví dụ như con người mà vẫn không ăn cá tôm thì người ta nghĩ rằng cá tôm với xăm xú chắc nó xanh đầy hết cái gì không đâu, tự nó cũng hoại diệt, nó đem nó vừa đến cái mức nào đó. Tại vì mình đang thịt, mình đang thịt. Nhưng mà khi mà ví dụ con sát hại chúng sinh nhiều, nhưng mà con không gặp cái dịch đấy thì nó con chết thôi, tại vì sao? Như con sát hại chúng sinh phải không? Mà con không ăn thịt. Nhưng mà con thì con hại chúng sinh, nhưng mà con không gặp những cái dịch cúm nó hại con, thì lúc con chết rồi thì con bắt đầu không biết nào. Con đang làm cái hành động đó là con đã xâm những cái loài vật đó. Nó không ở đây thì nó tương ứng chỗ khác. Nó không vào cái vũ trụ này, nó rộng rãi mênh mông, chứ nó nhân quả thì nó không có mênh mông đâu. Chỗ nào nó cũng phủ trùng. Con ở đây con biết con không bị dịch cúm gia cầm, nhưng mà chỗ khác bị dịch cúm gia cầm.
nó là con người mà cũng là như con thôi. Rồi cái từ cái từ trường của con nó phóng ra, nó thành con gà, nó bị dịch trước, nó dịch của con gà trước, tức là con đã chết vì cúm rồi mà con không biết. Cái từ trường con đã chết vì cúm gia cầm, con còn đặt chấm nhân ở đây chứ những cái nhân quả của con đã thành vì cúm gia cầm chết ở chỗ nào đâu. Mà con nghe ở đây là con biết rằng trong đó có con, tại vì con có làm hành động đó, con có ăn thịt gà, con có giết gà thì con đã bị dịch cúm gia cầm đó rồi. Nhưng mà tại vì con mắt nhân quả con không thấy cho nên con tưởng đó là ở đó, chứ không phải là không ngờ là con ở đây. Cũng như ở Việt Nam mình mà không ngờ là ở bên Ấn Độ nó chết vì cúm gia cầm rồi. Con hiểu cái nhân quả nó đâu có phải nó ở có một nước này. Rồi ở Việt Nam mình nó có, mình ở Tây Ninh nó không có gì cúm gia cầm, nhưng mà ở thành phố Hồ Chí Minh ở cái vùng nào mà người ta nuôi tới việc cúm gia cầm thì ở trong đó có con đó. Không phải không có con, bởi vì nó tương ưng mà, nó tương ưng với cái quả đó, nó chiêu cảm ở chỗ đó để nó chết. Con hiểu không? Thế không phải làm được, bởi vì học mà nhớ quả rồi mấy con mới thông suốt được cái gì. À, cái giới tà dâm nó là cái giới của người cư sĩ con, chứ còn về mà cái thập thiện á thì cái giới dâm con. À, con đọc lại cái giới thập thiện coi. Thân hành thì nó có ba cái nghiệp, ba cái thiện của nó là không dâm dục chứ không phải tà dâm, mà nói về ngũ giới đó. Ngũ giới cho cái người, bởi vì nó thập thiện là nó thuộc về trời rồi cho nên nó không dâm. À, dâm là còn dục, mà dục thì nó ở về cõi dục, tức là cái cõi người, cõi động vật. Còn trời thì nó thoát ra, nó thoát ra cõi dục cho nên nó cấm dâm dục luôn, nó không dâm dục. Cho nên thập thiện là không dâm dục chứ không phải tài dâm. À, cái giới đó rồi thầy sẽ hướng dẫn. Nó bây giờ thân hành thì các con bắt đầu nói về cái sắc thân trước. Vì cái thân mình cầm dao hoặc là mình giết hại chút sanh trước, sát sanh trước, nói cái phần sát sanh, vì nó đi từng phần đó, vì nó thân đó. À, rồi sau đó rồi nó mới tới cái phần mà có cái tài văn ở trong đó, tức là thân hành. Thì sau đó là thầy vật lý để biết được ghi gớm đó. Nó cần nhiều. Bởi vậy cho nên các con thấy mới có gái bán dâm. Nếu mà không có thì sao? Vậy nhưng mà cái hành động đó nó sẽ tương ưng mà nó sẽ sanh ra những cái điều rất là đau khổ. Để rồi lần lượt mấy con sẽ thấy, mấy con học về nhân quả rồi mấy con sẽ dán lên cái màn nhân quả mà đứng ở trong thật thì mà dán ra. Giờ thì mấy con mới học chút mới thấy nhận ra được ít rồi đi sâu vào thì mới thấy được cái đường đi của nhân quả ghê quá. Bởi vì nó là nó từ đó mà sinh ra con người, rồi cũng từ đó mà gì. Cho nên vì vậy mà học để mà triển khai cái tri kiến giải thoát của mình, để mình nhìn thấy được, và đồng thời mình phải lo cứu mình để không mình cứ bị luân hồi, mà không phải luân hồi trong một người một kiếp. Mình chết đi nó có nhiều người sinh ra, và nhiều người sinh ra mà càng sinh ra thì nó sẽ bị hoài diệt, bởi vì cái môi trường sống nó chỉ dung chứa được bao nhiêu chứ không dung chứa hơn. Cho nên cứ sinh ra đi rồi mình sẽ bị diệt, mình chết cả đống nhau. Mình sinh ra nhiều thì mình đi đánh trộm cướp mình cũng giết nhau chứ hết, chứ cũng không còn đâu. Nó mà như vậy là dần dần mới không biết tại ác pháp mình mới sinh ra nhiều, mà mình sinh ra nhiều thì mình lại đau khổ nhiều chứ không gì. Nếu người ta ít của cải tài sản ăn hết có ai dần dần nhau chứ, đông quá thì nó phải dần dần rồi lại dùng cái thông minh của mình chế tạo những cái vật dụng tiện nghi quá và tốt quá. Cho nên vì vậy càng tham lắm thì lại càng cần phải có tiền, mà cần có tiền thì phải tìm mọi cách mà giật cướp giật nhau bằng nhiều cách thức. Mình thấy những cái người mà trộm cắp, người ta cướp giật của ngoài đường này kia nọ, mình nói mình chê, chứ có nhiều người mà ta cướp giật bằng khéo léo mà hàng tỷ bạc mà không ai bắt tội người ta được, cái đó mới là tội lớn chứ không. Ở đây thầy nói thật sự có nhiều người người ta trộm cắp bằng một cách khéo léo, là người ta dùng cái mưu mô trong đầu óc người ta mà người ta cướp giật hàng tỷ bạc mà không ai bắt. Mà ví dụ như bây giờ một ông giám đốc trong cái cơ xưởng của ông 1.000 người. À, mà ông khéo léo không ai thấy ông cướp, ông chỉ cần ăn cắp công của mỗi người 1 giờ được một thôi, thì mấy con biết ông giàu bực nào không? À, con biết đó là ai nói ông ăn trộm cắp đâu, chính ông ăn cắp công rồi. À, không các con hiểu được. Cho nên thầy nói thật sự thôi, khi mà nói nhân quả mà nói gì nhân quả mà thân hành mà nói gì nghề nghiệp thì mấy con sẽ thấy, sẽ thấy lột trần hết những cái nhân quả ra thì mấy con thấy đặc, con người rất đặc. Không phải
Rồi mình mới rõ như vậy, mình mới thấy là người ta từ giết nhau bằng cái đầu óc kinh khủng. Bởi vì cái đầu óc con người là đầu óc kinh khủng lắm, nó ác là nó kinh khủng, mà nó thiện thì như chúng ta hiện giờ đang tập làm người thiện, cho nên chúng ta phải tập thật sự tốt cho mình, không bao giờ có ác. Thì con cố gắng, cho nên những điều mà con hỏi thì con chưa hiểu nhân quả, thầy biết chưa hiểu được đi cái nhân quả. Mai là thầy đưa cái nhân quả của Thảo Mộc ra để chứng minh cho mấy con thấy một chút xíu. Mà nếu mà không có nhân quả Thảo Mộc mà nói một người sanh ra đang sống mà sanh ra con vật này thì chắc không ai tin, và một người sanh ra nhiều người cũng không ai tin. Nhưng mà nhìn qua Thảo Mộc mấy con thấy có không? Làm sao mấy con dám nói là nhân quả Thảo Mộc không có được? Mà nhân quả Thảo Mộc là một sự sống của một loại sống trên hành tinh này, thì con người cũng là một vật sống trên hành tinh này, thì nhân quả phải giống nhau chứ sao lại khác nhau được? Mấy con mới đặt câu hỏi đó, mấy con dám nói là thầy nói sai rồi. Cho nên thầy biết là nếu mà thầy đưa nhân quả con người ra trước là mấy con cắt vấn thầy, chắc thầy không biết lối nào mà thầy trả lời. Nhưng mà bây giờ thầy đưa nhân quả Thảo Mộc ra thì mấy con chối cãi thầy được không? Mấy con lấy cớ nào mấy con nói không có nè? Không có sao cây trái nó vậy? Không, nhân quả mà, đã nói nhân quả thì nó vậy đó. Cho nên cái khôn khéo của thầy dạy đạo là cái khôn khéo như vậy, cái căn bản phải do mấy con trước. Rồi từng đó mấy con, dù cái đầu óc mấy con thế nào mấy con không hỏi thầy qua thầy được. Thầy biết những gì mà thầy nói con lên trên này con lên đó đi con. Những gì mà thầy nói mà nếu mà không có sự chứng minh cụ thể thì ở đây mấy con sẽ bắt bẻ thầy chứ đừng nói ai. Có ai? Tại vì mấy con chưa từng hiểu biết, chưa từng nghe, chưa từng biết cái đó, thì buộc lòng mấy con muốn hiểu biết mấy con mới hỏi. Nhưng mà cái trí của mấy con làm sao hiểu? Có những cái mà thầy nói ra thế mấy con chưa có cái trí tâm minh, nó còn bị trong dòng không gian và thời gian, mấy con làm sao thấy suốt qua được? Mà thầy nói thì làm sao mấy con, bây giờ mấy con là đệ tử thầy, mấy con bán tin bán nghi chứ chưa chắc tôi làm sao tôi biết được, phải không? Tôi không hiểu được, tức là mấy con đối với thầy thì mấy con tin, nhưng mà cái mà chưa hiểu thì mình bán tin chứ làm sao tin. Hiểu Đức Phật nói cái gì mình hiểu là mình phải hiểu là rõ mình mới tin, chứ đừng có tin dù là thầy nói như vậy. Cho nên thầy biết cái điều đó. Muốn cho mấy con tin là phải dẫn dắt cho mấy con có cái cụ thể của cái tri, của cái ý thức của mấy con hiểu biết nó cụ thể, thì muốn nói thì mấy con sẽ tin được. Do đó như vậy là nói về nhân quả thầy biết nó khó, không phải vậy, vì nó là thuộc về lại duyên khởi trùng trùng và sanh diệt của nó muôn mặt, chứ nó không phải có cái như Đức Phật có chia nó làm ba cái loại, bốn cái loại sanh, thấp sanh, rồi nám sanh, thai sanh, quá sanh. Nhưng mà Đức Phật chia như vậy, nhưng mà trùng trùng duyên khởi là trùng trùng duyên sanh, mấy con nó sanh đủ mặt hết, nó sanh đủ loại hết, nhưng mà nó không hoài bốn cái điều kiện Đức Phật nói. Đức Phật nêu bốn cái điều kiện đó là chuẩn, từ cái chỗ sanh thấp sanh nó sanh ra muôn loại thấp sanh khác, cho nên cái chuẩn của nó thì cái sanh nào nó cũng nằm ở đây. Còn nản sanh, thai sanh, quá sanh thì nó muôn vàn trùng cái chuyện đó nữa, chứ không phải là đưa cái đó ra rồi nó một cái đó thôi. Cho nên học nhân quả Thảo Mộc tới đây thì nó tạm đủ để chúng ta chuyển qua nhân quả, chứ còn nếu mà nói về cái Thảo Mộc mà sanh ra thì các con cũng nói nhiều về vấn đề đó, vấn đề duyên khởi trùng trùng rồi, thì đó là cách đó. Cho nên hôm nay thì mấy con học được như thế này cũng là tạm đủ rồi. Bây giờ thì thầy sẽ trả bài, vì gần hết giờ rồi, con hãy làm bài đường đi nhân quả của con người, nghĩa là Nguyễn Phương, Mỹ Châu. Mỹ Châu xin thầy một lúc nữa về, được con cứ hãy về nhân dáng tu tập, vì thật sự ra thì nếu mà không có gia đình được bình an mà hiểu biết thì con ở tu là tốt nhất. Bởi vì ít ra con phải cần phải rèn luyện được cái tri kiến của mình. Dù sao cái tri kiến của mấy con chưa có đủ sức mà để đảm đương cho cái sự giải thoát đối với ác pháp. Cho nên cái lớp học này mà nếu mà không học thì cái sự hiểu biết của mấy con sẽ theo thầy thuyết nghĩ nó chỉ hiểu biết chung chung, chứ chưa đi sâu vào cái vấn đề của định vô lậu được. Cho nên cố gắng về giải quyết được mà trở về học, chứ nếu không thì con sẽ bỏ dở cũng một cái thời gian, mà cái lớp học này mà nếu bỏ dở thì chắc cũng
cố gắng về mà giải quyết để cho các con nó bình yên. Nào, đây là một cái bài quyết định cho chánh kiến của chúng ta. Cái bài nhân quả là cái bài quyết định cho chánh kiến của chúng ta.